Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một hình cờ mới, với bên đỏ là con pháo mã trốn, và đấu với bên đen còn sang và hai sĩ đến phòng thủ. Nếu các bạn đã từng xem qua các clip trên kênh của mình thì sẽ thấy hình cờ này hơi quen quen, với thế trận là pháo vào mã đấu với sang, nhưng hình cờ này hơi khác một chút do có thêm trốc đỏ. Còn đối với các bạn chưa xem thì các bạn cũng có thể xem thêm clip của mình về thế trận pháo mã đối với xe này qua hai clip, đó là clip gọng kìm pháo mã nhốt chiếc xe, và clip thứ hai là gọng kìm pháo mã nhốt chiếc xe phần 2. Link video mình sẽ để bên dưới phần mô tả, và các bạn cũng có thể là click vào gợi ý của video này. Bây giờ xin các bạn cùng xem cách giải hình cờ này. Nhìn hình cờ ta thấy thì bên đỏ còn có là pháo mã chốt và thậm chí mặt tướng để tấn công, nhưng mà bên đen còn một xe rất là mạnh, và độ linh hoạt của xe thì có phải nói là linh hoạt hơn tất cả ba quân này. Muốn thắng được hình cờ này thì đòi người chơi phải biết vận dụng công năng của pháo mã chốt và thậm chí cái mặt tướng để tấn công thì mới mong được chiến thắng. Mặt khác, muốn chiến thắng thì người chơi cần phải có những hiểu biết về các hình cờ tàng cơ bản, chẳng hạn như là hình cờ đơn mã chiến thắng đơn sĩ. Như thế là khi gặp hình cờ thì có thể là đưa về hình cờ tàng căn bản tất thắng như vậy. Do vậy, nước đi đầu tiên mà người cầm đỏ phải nghĩ đến đó là phải hạn chế tầm hoạt động của xe đen này, và đồng thời phải về bảo vệ cho tướng. Tại vì tướng đang bị cởi truồng rồi, không còn sĩ tượng mà để bảo vệ nữa, thì nước đi đầu tiên phải là pháo 5 bình 6 dưới tướng, bắt buộc. Lúc này tướng đang phải là sĩ 5 tấn 4, sau đó thì pháo 6 thứ 3 rút về để phòng thủ cái đường chiếu của xe ở đây. Tao thấy lúc này thì mặt tướng đỏ đã lộ nên tướng đang không thể bình vào được, thì bên đang có thể là có những cách suy nghĩ đi như sau. Thì suy nghĩ thứ nhất có thể là sĩ sau 4 tấn 5. Lúc này thì chốt 6 số bình 5 chiếu tướng, buộc xe phải qua lót. Sau đó thì chốt 5 tấn 1 đuổi xe, bắt buộc xe phải chạy đi. Thì tiếp tục là chốt 5 số tấn 1. Thì như thấy hình cờ thì xe đen đã bị kẹt, chỉ mà chạy dọc theo lộ này. Còn nếu như mà liều mình đánh vô pháo thì như ta thấy là bên đỏ còn có là mã và chốt, hoàn toàn có thể là thắng hai sĩ. Còn nếu như mà đi tướng thì chốt này sẽ tấn một phá sĩ. Còn nếu mà không đi tướng mà đi xe dọc lộ này thì chốt cũng sẽ là phá sĩ. Thì như ta thấy thì bên đang nó hoàn toàn bị cạc cứng cờ. Thì như ta thấy cách dùng mà sĩ 4 tấn 5 ở đây là hoàn toàn không hợp lý. Phương án thứ hai mà bên đang có thể nghĩ đến đó là bình xe của mặt chiếu. Thì lúc này đỏ sẽ là chốt 6 bình 5, đỡ những nước chiếu đây, đồng thời là bổ mặt chiếu lại. Nếu tướng bình vào hay là sĩ 4 thứ 5 thì sẽ bị mất xe, do vậy là xe lại phải bình qua đỡ. Thì lúc này lại tương tự như trước, nghĩa là chốt 5 sẽ tấn 1 đuổi xe, bắt buộc xe phải chạy đi. Sau đó chốt 5 tấn 1 nữa thì tất nhiên là một trong hai con sĩ này sẽ bị mất, và bên đen sẽ làm một cái khó. Phương án thứ ba mà bên đen cũng có thể nghĩ đến đó là dùng xe tấn 1 để bắt chốt. Thì đến đây nhiều bạn có thể có suy nghĩ rằng là chốt sẽ tấn 1, nếu như mà xe của mình qua thì chốt ăn sĩ và chiếu sát. Nhưng không, lúc này thì bên đỏ sẽ tung ra một series đòn và kết thúc bên đen ngay lập tức, đó là nước chốt 6 tấn 7 chiếu tướng. Xe không thể bình ổn được do bị chốt ăn, cho buộc phải sạch sĩ. Sau đó thì nhảy mã chiếu tướng, buộc phải chống sĩ. Tiếp tục là nhảy mã chiếu tướng, buộc phải sạch sĩ. Sau đó là tiếp tục nhảy mã chiếu tướng. Thì đến lúc này thì tướng buộc phải tấn 1. Sau đó thì chốt 6, chốt 7 sẽ bình 6 và chiếu sát cục này. Do vậy phương án thứ tư cũng là phương án cuối cùng mà là nước đi tối ưu nhất cho bên đen, đó là nước đi sẽ chiến tấn 4. Lúc này bên đỏ sẽ đi chốt 6 bình 7 chiếu tướng, buộc sĩ 4,5. Đến đây thì đỏ có phương án chiếu tướng tiếp theo, đó là kết hợp pháo và mã đi chiếu tướng. Nhưng mà nếu đi không khéo mà dùng
mã 4 phân 6 chú tướng, thì lúc này sẽ bị xe vào kê chân. Và như ta thấy hình cờ thì bên đỏ có còn pháo vào mã nhưng mà không thể di chuyển được, nếu mà di chuyển mã thì sẽ bị mắc pháo ngay. Còn nếu giữ nguyên hình trạng thì chốt có tiến chiếu đi nữa thì tướng sẽ đi lên và nước dừng sẽ là con sĩ này sẽ tên trượt xuống. Thì ta thấy là bên đỏ không thể nào mà chiến thắng được bên đen, do vậy nước đi mà dùng mã 4 phân 6 này là không hợp lý. Nước đi chính xác phải là mã 4 phân 6 về chiếu tướng. Đang lại phải chống sĩ, sau đó thì đỏ lại mã 6 tăng 7 chiếu tướng. Thì đến đây ta thấy đang có hai phương án, phương thứ nhất là dùng sĩ 4 thứ 5 thì lúc này bên đỏ sẽ là chốt 7 tấn 1. Nếu bên đen có bình xa qua bắc mã thì chốt 7 sẽ bình 6 chiếu tướng, buộc phải là sĩ 5 lại tấn 4, sau đó thì chốt tấn 1 chiếu tướng buộc tướng đen phang lên, sau đó thì nhảy mã chiếu tướng, xa phải bình qua cải, và sau đó thì mã sẽ nhảy chiếu lưỡng tướng. Như thế này thì thấy là bên đen sẽ bị phá cục. Do vậy ở bước trước thì sẽ không dùng là sĩ 5 thứ 4 mà bắt buộc phải đem xe qua cải. Đỏ lại chốt 7 tấn 1. Nếu như mà xe đen không để ý mà dùng về xe thối một về tốc mã thì lúc này mã sẽ vào 7 tấn 8. Ta thấy là bên hình cờ là sĩ tướng này đã bắt động, còn nếu sĩ chống lên thì cũng đi là một dừng, hoặc là có thể là đi là xe tấn 1 thì lúc này mã cũng là sẽ tấn 9. Nhìn ta thấy là không có nước nào mà có thể là đỡ nước tiếp theo là mã 9 tấn 8 sát cục. Còn nếu như ở bước trước mà xe đen không thối một chốc mã mà là sĩ 4 tấn 5 thì liệu bên đỏ có cách nào mà để chiến thắng được bên đen hay không? Đến đây thì đỏ sử dụng mã 7 tấn 5 chốc xa, buộc xe đen phải tấn 1, sau đó thì mã 5 lại tấn 4. Ta thấy bên đen chỉ có thể đi nước dừng, có nghĩa là có thể di chuyển xe hoặc là di chuyển tướng. Nếu đến đây mà tướng 4 thối 1 thì đỏ một đi một nước rất hay, đó là dùng mã 4 tấn 3 kẹp chặt không cho tướng này có thể là đi vào. Tướng 4 lại phải tấn 1 thì chốt 7 tấn 1, tướng 4 lại thối 1 thì lúc này là chốt 7 lại tấn 1. Tướng không thể di chuyển nữa nên lúc này xe đen phải đi thay thế, đó là xe 4 thối 1. Thì lúc này là đỏ lại tăng chốt chiếu buộc tướng trèo lên, sau đó thì mã một nhảy một nước rất là ít ai ngờ, đó là mã 3 tăng 5. Xe 4 lại buộc phải thối 1, tiếp tục là mã 5 thối 7. Đến lúc này thì bên đen không còn có cách nào khác, buộc phải tấn xe ăn pháo. Tại vì sao? Tại vì nếu mà không tấn xe ăn pháo thì đi một nước dừng nào đó đi thì mã sẽ là dùng mã 7 tấn 9, và sau đó thì ta thấy là không có thể mà nước nào cản được là mã 9 thứ 8 về chiếu tướng, do tướng không thể xuống được nữa tại vì có cháu ở đây rồi. Thì lúc này tướng 5 sẽ bình 6 ăn ra. Thì ta thấy ở đến đây bên đỏ còn có là mã và chốt lục, thì chiến đấu với lại bên đen lại gồm có là hai sĩ. Đen không có cách nào khác phải là dùng sĩ 5 tấn 6 hoặc là sĩ 5 thối 6, mà nước nào cũng vậy. Chẳng hạn như là sĩ 5 tấn 6 thì mã đỏ sẽ là nhảy mã 7 tấn 9, thì đang buộc phải là tướng 4 bình 5, mã 9 lại thối 7 về. Đến đây thì ta thấy đang có hai phương án, mình sẽ trình bày một phương án, còn phương án còn lại thì các bạn tương tự, các bạn cũng có thể là sắp bàn cờ ra và giải. Phương án đầu tiên đó là dùng tướng 5 bình 4, thì ngay lúc này đỏ sẽ là tướng 6 bình 5, ngăn cản không cho tướng có thể vào nữa. Đến đây đang không thể di chuyển tướng được, tướng không thể thối một hoặc là bình ngang qua, còn sĩ lộ 6 cũng không thể hạ về, tại vì nếu hạ về thì mã sẽ nhảy qua lộ 9 và bước kế tiếp sẽ thối về đường 8 này và chiếu bấy ngay. Do vậy đang phải là sĩ 4 thối 5 thì mã đỏ mã 7 lại thối 6, đang không thể di chuyển sĩ này được, tại vì nếu di chuyển sĩ này thì sĩ đây sẽ bị mắc ngay, thì sẽ đưa vào hình cờ là bên đỏ là chắc chắn thắng,
với một mã, một chốt, và đấu với lại đơn sĩ. Do vậy bên tướng đang phải tướng tấn một thì đỏ lại là mã 6 tấn 8, kèm chặt không cho tướng đang có thể là thấu một nữa. Còn bình ngang qua đây thì không được rồi, thì lúc này thì sĩ 5 buộc phải thấu 6, không thể thấu về lỗ 4 được, tại vì thấu lỗ 4 bị chốt ăn. Chốt lại là chốt 7 bình 6, sĩ 6 tấn 5 hoặc là sĩ 6 thấu 5 đều như vậy, chốt vẫn bình vào lỗ 5. Và như ta thấy là chắc chắn một con sĩ sẽ bị mất, mà khi mà sĩ mất rồi thì hình cờ nó sẽ đưa vào hình cờ tắt thắng các bạn, đó là đơn mã thắng đơn sĩ. Như vậy để chơi hay bộ môn cờ tướng này, ngoài khai cuộc ta phải thông thạo, tung cuộc ta phải đi cho vững cho chắc, thì đến tàn cuộc ngoài phải biết ra những công năng của từng loại quân, và đặc biệt là phải biết những cái hình cờ tàn quyết thắng cơ bản, như vậy mới giúp ta chiến thắng được đối thủ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và nhớ chia sẻ cho các bạn khác cùng xem, và đăng ký để theo dõi tiếp các clip về cờ tàn của mình nữa. Xin chân thành cảm ơn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.